Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Bình, hơn 1.000 hecta gieo cấy vụ hè thu bị ảnh hưởng nặng nề do hạn. Hiện tại, các biện pháp cung cấp nước tưới tiêu đã được địa phương này thực hiện. Tuy nhiên, do nhiều hồ đập bị cạn nên nếu không có mưa trong khoảng 10 ngày tới, nguy cơ mất trắng những diện tích sản xuất nông nghiệp là rất cao. Người dân Quảng Bình cũng sẽ thiếu nước trong sinh hoạt trầm trọng. Huyện Quảng Trạch là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng của tình trạng hạn hán tại Quảng Bình. Theo kế hoạch, vụ hè thu là 3.400 hecta. Tuy nhiên, các địa phương chỉ gieo trồng được 2/3 diện tích. Tuyến kênh canh kia dài hơn 15 km có nhiệm vụ tiêu lũ và tích nước phục vụ gieo cấy hè thu trong huyện đã cạn khô, không thể cứu hạn cho đồng ruộng. Từ đầu năm đến nay, mưa ít và nắng nóng lên đến 40 độ kéo dài, khiến người dân ở các địa phương căng mình chống chọi hạn hán. Xã mà có cái nguồn nước là từ cả không khí tự nhiên thì là huyện cũng đã là hướng dẫn rồi là chỉ đạo các cái địa phương là có cái nguồn nước hợp lý, kể cả các khu mà có nguồn nước chết trong hồ thì là các địa phương cũng đã là sử dụng các cái máy bơm dầu giả chiến để mà hút nước trong các trong hồ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chỉ có 3/17 hồ chứa đạt dung tích thiết kế là hồ Vực Tròn, hồ Sông Thai và hồ Thanh Sơn. 14 hồ còn lại, dung tích chỉ đạt từ 40 đến 50%. Hiện nay do thời tiết nắng nóng, khô hạn nên có nhiều hồ đập, mực nước đã xuống mức thấp nhất, không thể phục vụ công tác tưới tiêu. Là triển khai cả cái lắp đặt cả cái tạm bơm giả chiến để tận dụng cả cái nguồn nước tại chỗ phục vụ cho cái sản xuất của bà con. Là đề nghị chính quyền cả cái địa phương là chỉ đạo cả cái đơn vị tổ chức hợp tác nước. Cái thứ nhất là dùng cả cái biện pháp triển khai ngay cả cái giải pháp chống hạn mà ủy ban tỉnh đã ban hành tại chỉ thị số 12. Từ đầu vụ hè thu đến nay, công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình đã triển khai việc chống hạn khẩn trương và gấp rút cho các diện tích lúa có nguy cơ hạn hán tại các huyện phía bắc của tỉnh Quảng Bình. Công ty đã triển khai 7 cụm bơm, 12 máy bơm để đưa nước ở các hói, rào nhỏ vào hệ thống kênh chính dẫn về ruộng để phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng. Trước tình hình hạn hán xảy ra trên diện rộng ở Quảng Bình, tỉnh này cho biết đang xin kinh phí hỗ trợ chống hạn hán từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm cứu hạn khẩn cấp cho nông dân.